Đại ca, anh đừng khiếu nại tôi. Tôi chỉ làm thêm thôi, lương thấp lắm. Anh mà khiếu nại tôi bị trừ nửa lương đấy. Anh ơi, anh ơi. Cái gì đây? Nặng quá. Thứ cao cấp này sao lại đem dứt ở đây? Lãng phí quá. Cấp S. Anh ở tầng 25 phải không? Sao không nghe điện thoại? Giám đốc Cố. Cô là... Tôi... Nhân viên giao hàng. Thực tập sinh. Dân, đồ ăn của anh đây. Lượng vi khuẩn 26.878. Vi khuẩn. Giáo đốc Cố, vi khuẩn. Cô không sao chứ? Tiêu rồi. Lượng vi khuẩn 526.878. Xin lỗi, tôi muốn đỡ cô dậy lắm. Nhưng mà... Chờ chút nhé. Đây là tiền thuốc. Nếu cô thấy không khỏe, nhớ đi bệnh viện khám bác sĩ. Tiền này khử trùng rồi, sạch lắm. Tôi để đây nhé. Thành thật xin lỗi. Xin lỗi. Này, anh làm sao vậy? Đưa tôi tiền làm gì? Xui xẻo thật. Lên tivi trông cũng được.